Và xin mời tất cả chúng ta đến với giọng hát của nữ ca sĩ Thanh Nga. Lần đầu tiên, cho phép Thanh Nga xin gửi tới toàn thể quý vị một lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Và sau đây là một sáng tác của nhạc sĩ Quốc Nam, ca khúc có tựa đề Điệu ví dặm là em. Xin quý vị cùng lắng nghe. Oh,